Trở lại chương trình của The VLKT News góc bình luận. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào nhiều cái sự kiện liên quan đến Tổng thống Trump và tòa án. Tòa án và quyền bầu cử như thế nào? Tổng thống Trump và đội nghị pháp lý của ông đang tích cực bảo vệ chống lại những vụ gian lận dân sự gây ra mối đe dọa với tài sản cá nhân và tham vọng chính trị của ông, khi ông nhắm đến việc trả lại cái tòa Bạch Ốc cho 2024. Cái tòa xét xử Tổng thống Trump hiện đang bước sang cái tuần thứ hai tập trung những cáo buộc ông đã lừa dối ngân hàng để có thể bảo đảm cái khoản vay cho dự án bất động sản nổi bật với cái lãi suất thấp hơn. Vấn đề ở nằm ở chỗ tiếp tục chúng ta những hành động rất trắng trợn từ chính quyền của ông Biden. Những hành động gì trên nguyên tắc đó. Đương nhiên ông Biden tuyên bố là ông không đụng giếng gì vấn đề truy tố ông Trump. Nhưng mà bị tin về điều này không? Cái phiên tòa diễn ra về chiến lược bào chữa của Tổng thống Trump có nhiều cái hình thức, bao gồm các việc trình bày các nhân chứng để phản bác cái tuyên bố của trọng lý tiểu bang New York. Tuần trước, một kế toán viên đã ra làm chứng thay mặt cho Tổng thống Trump đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến tiết lộ cái tài chính của ông Trump. Đồng thời, ông Trump đã leo thang cuộc tấn công của mình vào thẩm phán chủ tọa, không đâu phải là thẩm phán Arthur Engoron, người đã liên tục phán quyết chống lại ông. Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích thẩm phán, trong khi các luật sư của ông đã tiếp và trực tiếp đặt câu hỏi về việc quản lý phòng xử án và sự công bằng của ông Engoron. Trong một động thái bất thường, cái nhóm pháp lý của Tổng thống Trump đã đệ cái đơn kiện yêu cầu xét xử sai cáo buộc ông thẩm phán và những phán quyết thiên vị. Cái lịch xét xử dội dàng và bị cáo buộc hợp tác với thư ký của ông, một đảng viên của đảng Dân Chủ, theo đuổi một thẩm phán được bầu. Ông thẩm phán đã từ chối yêu cầu xét xử sai và khẳng định cái quyền tham khảo ý kiến của mình đối với thư ký, thư pháp luật và nhấn mạnh rằng cái phán quyết của ông là độc lập. Có nghĩa rằng là Tổng thống Trump đã file cái mistrial và cho rằng ông thẩm phán này ăn nằm với cô thư ký, luật sư của tòa án. Và có luật sư tòa án là thành viên của đảng Dân Chủ có tấm hình chụp với Chuck Schumer. Dù việc xoay quanh cáo báo tài chính của Tổng thống Trump đã nộp cho ngân hàng để vay tiền, yêu cầu ông phải chứng minh giá trị tài sản ròng ít nhất 2.5 tỷ đô la. Duy trì tối thiểu 50 tỷ đô la tiền mặt không hạn chế, thẩm phán đã phát hiện ra rằng ông Trump và con trai của ông, giám đốc điều hành hành kế toán đã thổi phồng giá trị tài sản của mình bằng cách che giấu việc thẩm định, trình bày sai quyền kiểm soát đối với việc nắm giữ tiền mặt và sử dụng các số liệu đầu tư gây hiểu lầm. Tổng trưởng lý của New York, bà Jay, một đảng viên của đảng Dân Chủ, tìm cách bồi thường cái số tiền ông Trump tiết kiệm được thông qua khoản cho vay, chính sách bảo hiểm lợi nhuận. Giờ họ nói rằng là với 250 triệu đô la cộng với tiền lãi. Và đương nhiên ông thẩm phán này rất khoái, bởi trong cuộc đời của ông chưa bao giờ thấy cái số tiền lớn như vậy. Tuy nhiên một phán quyết gần đây của ông thẩm phán đã làm tăng lên sự phức tạp cho vụ án. Ông yêu cầu các kiến nghị cho một người độc lập để giám sát việc giải thể một số công ty của ông Trump. Một hình phạt bị tranh cãi bởi vì luật sư và học giả pháp lý của Tổng thống Trump. Một thẩm phán phúc thẩm tiểu bang đã đình chỉ cái thi hành lệnh của thẩm phán Engoron làm phức tạp trên vấn đề. Đáp lại, cái nhóm pháp lý của Tổng thống Trump đã yêu cầu một hội đồng tòa phúc thẩm tạm dừng thủ tục tố tụng. Lập luận là ông thẩm phán Dân Chủ bao gồm các khiếu nại đã vượt quá cái thời hiệu trong phán quyết gian lận trước khi xét xử của mình. Tổng thống Trump khẳng định ông không nên phải trả bất kỳ cái khoản tiền nào và khẳng định không có khoản nào là vay bất chính. Ông không bao giờ vỡ nợ đối với khoản vay. Deutsche Bank là một ngân hàng lớn. Không bao giờ thuộc và cáo buộc những phạm vi vi phạm cái hợp đồng. Các luật sư của Tổng thống Trump lập luận rằng ngân hàng đã thu lợi từ mối quan hệ kinh doanh của Trump. Ông Trump dự kiến sẽ cung cấp cái lời khai thay mặt cho những người bào chữa. Ngoài ra, cái bà giám đốc điều hành hiện tại của Deutsche Bank dự kiến sẽ làm chứng rằng họ không tìm thấy sự xuyên tạc nào quan trọng trong cái đơn xin vay của ông Trump. Đương nhiên cái phiên tòa đã bắt đầu vào tháng 10 mà tới ngày hôm nay nó vẫn tiếp tục long đong lận đận cho Tổng thống Trump của chúng ta. Rất long đong lận đận. Mà trong khi đó Tổng thống Trump lại dính thêm một vụ án khác
Đó là cái tòa phúc thẩm liên bang đang đặt câu hỏi về hạn chế với bài phát biểu của Tổng thống Trump trong cái trường hợp bầu cử của 2024. Một tòa phúc thẩm liên bang đã đưa ra những câu hỏi gắt gao trong cái trường này liên quan đến hạn chế được đặt ra đối với khả năng của Tổng thống Trump để nói về trường hợp can thiệp bầu cử của ông. Cái phiên điều trần trước tòa án Hoa Kỳ và quận Columbia đã chứng kiến một cuộc trao đổi mạnh mẽ giữa các công tố viên và luật sư bào chữa của Tổng thống Trump. Cái tranh chấp nó xoay quanh một lệnh bịt miệng với thẩm phán xét xử của ông Trump, đó là bà thẩm phán được appointed bởi Obama, bà Jenkins, đã ban hành vào tháng trước cái sắc lệnh cấm cựu tổng thống đưa ra những tuyên bố công khai nhắm vào công tố viên đặc biệt Jack Smith và nhóm của ông. Nhân viên của tòa án và các nhân viên tiềm năng trong vụ lật đổ bầu cử tại Washington, trong khi cái tòa phúc thẩm xem xét hạn chế và chúng đã tạm thời được dỡ bỏ. Tổng thống Trump, người đã lên tiếng phản đối cái lệnh bịt miệng và đã chỉ trích nó là vi hiến, là một hành động kiểm duyệt chưa từng có đối với một ứng cử viên chính trị. Nhóm pháp lý của ông Trump lập luận rằng tu chính án thứ nhất không cho phép cái thẩm phán xét xử kiểm soát cái bài phát biểu chính trị của mình hoặc phân biệt giữa phát biểu chung chung và có mục tiêu. Luật sư của Tổng thống Trump, đó là ông John Sauer, đã nhấn mạnh cái vị thế của ông là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của đảng Cộng Hòa 2024. Lập luận chống là việc cho phép bà Jenkins quản lý cái vi mô bài phát biểu chính trị của ông. Sauer cho rằng ông Trump không nên bị trừng phạt vì phát ngôn được bảo vệ, ngay cả khi nó có thể ảnh hưởng đến những người ủng hộ ông. Trong khi đó, thẩm phán Patricia Mueller đã nêu lên những lo ngại trong phiên điều trần và đặt ra câu hỏi liệu của tuyên bố của Tổng thống Trump có được coi là bài phát biểu chính trị, hay liệu chúng nằm trong mục đích lật bánh, trật bánh, làm hỏng cái quá trình tư pháp hình sự hay không. Cecil Van Divender, đại diện cho văn phòng của Jack Smith, lập luận rằng cái lệnh bịt miệng là hợp lý dựa trên lịch sử tấn công và đe dọa của ông đối với cá nhân liên quan đến vụ kiện pháp lý chống lại ông. Jack Smith tuyên bố những lời hùng biện của ông Trump có nguy cơ làm ô nhiễm mọi thẩm đoàn và không có gì tương tự trong các dự án hình sự trước đây. Trắng trợn. Trong cái quyết định ban đầu về lệnh bịt miệng của giới hạn thẩm phán Obama Jenkins đứng về phía lập luận của công tố viên Jack Smith với lý do lo ngại cái lời hùng biện của Tổng thống Trump có thể đe dọa những nhân chứng, khiến những công tố viên, nhân viên tòa án và những người khác bị đe dọa và quậy rối. Jenkins, người được Obama bổ nhiệm, nhưng mà tuyên bố công khai của ông Trump, trong đó ông không chỉ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của quy trình pháp lý mà còn nhắm vào những cá nhân cụ thể liên quan bằng những ngôn ngữ xúc phạm. Tòa án DC sơ kịch trước đó đã can thiệp để tạm thời dừng cái lệnh bịt miệng của ông Trump khi kháng cáo lên cái tòa án cấp cao hơn. Tổng thống Trump còn phải đối mặt với những hạn chế tương tự, đương nhiên ở tiểu bang New York. Và đó là những gì mà thật sự chúng ta hoàn toàn thấy. Tiểu bang New York, qua trình đốn và những cập nhật mới nhất trong cái chương trình góc bình luận này của VLKT News, với mục đích là cái hệ thống tư pháp của Mỹ đang dần dần chết dần, đang dần dần chết mòn và đang dần dần trở nên một cái đất nước được mang tên Banana Republic. Sẵn vấn đề về tư pháp, về pháp lý và tòa án ngày hôm nay, chúng ta lại có một tiếp tục sự cập nhật của tòa án phúc thẩm liên bang quy định cái nguyên đơn tư nhân không thể kiện về khiếu nại phân biệt đối xử bỏ phiếu. Trong một phán quyết có khả năng quan trọng, tòa phúc thẩm thứ 8 của Hoa Kỳ đã ban ra quyết định 2-1, nói rằng cử tri cáo buộc phân biệt đối xử trong quy tắc bầu cử không có quyền kiện. Quyết định này có thể có ý nghĩa sâu rộng đối với quyền biểu quyết nếu nó được tòa án khác thông qua. Vụ việc tập trung vào giải thích mục 2 của đạo luật quyền bầu cử, một cái điều khoản cơ bản của luật năm 1965 nhằm để cấm các hành vi bỏ phiếu phân biệt đối xử. Cái tòa phúc thẩm của vòng thứ 8 kết luận rằng chỉ có tổng lý của Hoa Kỳ mới có thẩm quyền kiện theo mục 2, cấm các nguyên đơn tư nhân khởi kiện như vậy. Các phán quyết này gây ra bất ngờ vì nó mâu thuẫn với nhiều năm tiền lệ do các tòa án khác đặt ra. Cụ thể là chi nhánh Arkansas của NAACP
Một trong chức khách đã bị từ chối cơ hội thách thức cái ranh giới của quận và vẽ ra cho Hạ viện Arkansas theo một cuộc điều tra dân số của 2020. Thẩm phán vòng của phía ngoài đó là ông David Strauss do Tổng thống Trump bổ nhiệm, là tác giả của ý kiến đa số. Ông thừa nhận rằng các tòa án trong lịch sử đã cho phép có dự kiện tư nhân từ mục 2 của đạo luật quyền bầu cử, nhưng lập luận rằng cái văn bản về cấu trúc của luật không quy định rõ ràng cho các khiếu nại như vậy. Ông thẩm phán viết, nếu quốc hội năm 1965 rõ ràng có ý định tạo ra quyền hành động tư nhân, thì tại sao không nói rõ trong cái đạo luật? Ông được tham gia bởi đa số thẩm phán phía ngoài ông Raymond được bổ nhiệm dưới thời của Bush. Tuy nhiên, cái chánh án Smith cũng cho Bush bổ nhiệm không đồng tình những phán quyết. Ông Smith cho rằng lịch sử lâu dài của truyền lệ tòa án cho phép các công dân tư nhân tìm kiếm các biện pháp pháp lý cho sự phân biệt đối xử bỏ phiếu. Trong ý kiến của mình, ông Smith nhấn mạnh các quyền và nền tảng của chính phủ tự trị, quyền công dân không nên chỉ phụ thuộc vào quyết định và sự sẵn sàng của cơ quan để bảo vệ. Dù việc liên quan đến các nhóm cử tri được đại diện bên Liên minh Tự do Dân chủ và Dân sự của Hoa Kỳ, những người cáo buộc rằng cái bản đồ lập pháp tiểu bang được vẽ Arkansas đã pha loãng bất hợp pháp quyền bỏ phiếu của người Arkansas da đen, dẫn đến các quận da đen chiếm đa số không tương xứng. Phán quyết này mang ý nghĩa quan trọng đối với quyền bầu cử và tiếp tục các biện pháp pháp lý đối với phân biệt đối xử trong bỏ phiếu. Nó có khả năng thu hút chú ý hơn những thách thức pháp lý tiềm ẩn. Và đó là tổng quan của câu chuyện, góc bình luận của tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tiếp theo của The VLKT News.